thưa quý vị, nước ta đang ở trong quá trình hội nhập quốc tế sâu rộng, và đặc biệt là trong năm 2015 tới đây, khi mà cộng đồng kinh tế chung ASEAN chính thức được thành lập, thì nguồn nhân lực của chúng ta trong nước sẽ không chỉ là cạnh tranh với nhau mà còn cạnh tranh với những lực lượng lao động ở trong các nước trong khu vực cũng như là trên toàn thế giới. Như vậy thì chọn cho mình một định hướng giáo dục quốc tế cũng là điều mà chúng ta nên cân nhắc. Và kính thưa quý vị, chủ trương của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tạo điều kiện thuận lợi cho các trường đại học và cao đẳng trong nước liên kết với các cơ sở đào tạo nước ngoài đã tạo ra những cái tín hiệu rất là vui cho nền kinh tế, bởi vì chất lượng đầu ra của nguồn nhân lực đã được nâng lên chuẩn quốc tế. Và bên cạnh đó thì việc có thể giúp cho người học tiết kiệm được chi phí và cũng không phải tốn nhiều thời gian thay đổi môi trường mà vẫn đạt được bằng cấp có giá trị ngay tại Việt Nam cũng đang là một ưu thế lớn. Nằm trong xu thế này, từ năm 2013, Trường Đại học Quốc tế Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã liên kết với Trường Đại học Northeastern Hoa Kỳ đào tạo chương trình thạc sĩ khoa học về lãnh đạo. Đây là chương trình học kéo dài 1.5 năm giảng dạy tại Việt Nam nhằm cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng ứng dụng trong môi trường lãnh đạo đa quốc gia. Sáng hôm qua, hai đơn vị trên đã tổ chức buổi giới thiệu thông tin đến đông đảo các đối tượng quan tâm về chương trình này. Theo đó, trong năm 2014, chương trình thạc sĩ khoa học về lãnh đạo tiếp tục tuyển sinh khóa 2 và khóa 3 vào tháng 5 và tháng 10. Kết thúc khóa học, học viên có thể trở thành những nhà quản lý chuyên nghiệp, năng động, làm việc trong các công ty đa quốc gia, các doanh nghiệp tư nhân và nhà nước, các tổ chức phi chính phủ và các cơ quan hành chính nhà nước. Khi mà tham gia vào chương trình này thì các học viên ở Việt Nam họ có những cái lợi ích nhất định. Thứ nhất đó là họ có cái điều kiện hay có cơ hội được tham gia học và lấy bằng của một cái trường nổi tiếng ở Hoa Kỳ, nhưng mà với một cái chi phí rất là thấp bởi vì họ học tại Việt Nam. Đó là lợi ích thứ nhất. Lợi ích thứ hai đó là đối với những cái nhà quản lý ở Việt Nam cũng như là các cái anh chị ở Việt Nam mà vì hoàn cảnh, vì gia đình thì họ không thể nào mà đi du học ở nước ngoài được, thì đây là một cái cơ hội tốt nhất để họ có thể tham gia học cái chương trình về thạc sĩ về khoa học lãnh đạo. Được biết thì trường đại học Northeastern hiện đang nằm trong top 5 các trường hàng đầu của Hoa Kỳ đào tạo về chuyên ngành quản trị kinh doanh và xếp thứ 49 trong top 100 trường đại học tốt nhất của Hoa Kỳ, cho nên học viên sẽ có nhiều cơ hội xây dựng những kiến thức nền tảng để phục vụ cho công việc chuyên môn sau này của mình.